mang đậm dấu ấn của người dẫn đầu, xứng danh ông vua đường phố. Yamaha vừa cho ra mắt cặp đôi Exciter 155 VVA phiên bản mới, hai màu đỏ và vàng mãnh liệt đầy cá tính. Hai màu sắc mới có ở cả hai phiên bản tiêu chuẩn và cao cấp, thể hiện cá tính và đầy bản lĩnh của người sở hữu. Không chỉ khác lạ về ngoại hình, Yamaha Exciter 155 VVA còn ẩn chứa sức mạnh động cơ vượt trội, khả năng tăng tốc và bứt phá đầy ngoạn mục trên mọi cung đường. Ở phân khúc xe côn tay phổ thông, Yamaha Exciter là cái tên thành công sau 16 năm có mặt tại thị trường Việt Nam. Trong đó, Exciter 155 VVA là một trong những mẫu xe tiên phong, mở ra xu hướng mới trên thị trường. Chỉ chưa đầy một năm sau khi trình làng tại Việt Nam, Yamaha đã bất ngờ tung thêm phiên bản giới hạn Master Art of Street, kiệt tác nghệ thuật đường phố cho dòng xe này theo 4 phong cách gồm Bontorai, Ride Attacking, Uteros và A Bò Vẽ Me Only Sky. Ngoài 4 phiên bản giới hạn kể trên, Yamaha Moto Việt Nam còn trình làng thêm 2 phiên bản màu thể thao khác với 2 màu trắng, đỏ và một phiên bản Monster Energy được truyền cảm hứng từ siêu mô tô IZF-R1 2021 của đội đua Yamaha Factory Racing. Điểm nhấn trên Yamaha Exciter 155 VVA mới vẫn là hai cụm đèn chiếu sáng độc lập, đèn post phía trên và pha bên dưới. Đây là kiểu bố trí khá lạ trên một mẫu xe máy phổ thông. Bên cạnh đó, đèn định vị LED có thiết kế dạng móc câu, tạo điểm neo sự chú ý cho phần đầu xe. Bên cạnh đó, hệ thống ống xả của Exciter 155 VVA cũng được làm to hơn. Theo quan sát, hệ thống ống xả này được đặt thấp sẽ không gây ra tình trạng phả thẳng khí thải vào người phía sau. Xe được trang bị hệ thống khóa thông minh và cổng sạc USB cùng màn hình đồng hồ hoàn toàn ở dạng tinh thể lỏng LCD. Những trang bị này được đánh giá rất cao bởi nó mang lại tiện lợi cho người dùng trong thời đại smartphone. Ngoài ra, việc Exciter 155 sử dụng bình xăng 5,4 lít lớn hơn bình xăng của Exciter 150 4,2 lít cũng giúp quãng đường di chuyển tăng lên đáng kể với mức tiêu hao nhiên liệu chỉ ở mức 2,09 lít trên 100 km. Đặc biệt, với những bạn trẻ mới có bằng cũng đã cảm thấy dễ lựa chọn hơn khi Exciter 155 có sẵn hệ thống ly hợp chống trượt. Khi vào cua, bộ ly hợp này chống dồn số gấp giúp hạn chế tình trạng bó cứng phanh bánh sau, hạn chế tình trạng rung giật, qua đó tăng độ an toàn. Khác với Exciter dùng động cơ 150 phân khối, Yamaha Exciter 155 VVA được trang bị động cơ 155 phân khối, công suất 17,7 mã lực, hộp số côn tay 6 cấp. Hiệu suất này mạnh hơn 17% so với trước. Không chỉ có dung tích lớn hơn, mà động cơ 155 phân khối của Exciter mới còn được đánh giá cao khi dùng công nghệ phủ carbon lên cò mổ dạng trượt của hệ thống VVA giống R1. Ưu điểm của động cơ này còn ở thiết kế kim phun nhiên liệu có 10 lỗ phun, góc phun nhiên liệu được mở rộng thành 18 độ để cải thiện hiệu suất đốt cháy nhiên liệu. Hệ thống giảm xóc trên xe đã tạo nên sự khác biệt nhờ hành trình phuộc trước tăng từ 90mm lên 100mm. Khi kết hợp với bộ ly hợp chống trượt, Yamaha Exciter 155 VVA dễ dàng làm chủ được ở tốc độ cao. Điều này thấy rất rõ ở vòng tua máy 7.000 vòng trên phút, lúc này cam biến thiên VVA mở, giúp gia tốc xe lớn và đạt sức mạnh gần như tương đương động cơ R15. Tại Việt Nam, vua côn tay Exciter đã trở nên thân quen đến mức chỉ cần cái bóng xe lướt qua hay nghe tiếng máy nổ, biker trẻ đã có thể dễ dàng nhận ra. Không chỉ bán ra 1 triệu chiếc xe, năm 2017, sau 12 năm mà Yamaha Exciter còn lan tỏa một văn hóa sống đầy tích cực cho giới trẻ. Yamaha Exciter 155 VVA phiên bản mới 2021 có giá bán là 51,49 triệu đồng, riêng bản kỷ niệm 60 năm có giá là 51,99 triệu đồng, được dự đoán sẽ tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu của mình trong phân khúc xe tay côn hiện nay trên thị trường.